Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, dự báo trong đêm nay khả năng khối không khí lạnh sẽ lại được tăng cường xuống phía nam cho nên gió trên khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ hoạt động mạnh dần lên mức cấp 4, cấp 5. Trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông, vì vậy bà con cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông còn hiện nay ở phía đông của philippines đang xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới dự báo áp thấp nhiệt đới này đang hoạt động mạnh dần và di chuyển theo hướng tây tây bắc tiến về phía khu vực biển đông vì vậy mà trong đêm nay và ngày mai thì khu vực phía đông của biển đông sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới nên gió sẽ hoạt động mạnh dần lên gây biển động Ngoài ra thì mây rông cũng sẽ phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 cho đến 10 km trong mưa. Và trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Khả năng trong những ngày tiếp theo thì áp thấp nhiệt đới còn có khả năng mạnh lên thành bão và đi sâu vào khu vực biển Đông, tiến về phía đất liền nước ta. Thời tiết và tình trạng trên biển sẽ còn diễn biến rất phức tạp, bà con nên chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo để có kế hoạch vào bờ tranh trú kịp thời. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên vùng biển này, cho nên gió duy trì hướng Đông Bắc, cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Vùng biển ven bờ khả năng sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi. Bà con ngư dân cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ nằm ở phía nam của vịnh cho nên là đêm nay và ngày mai thì nơi đây duy trì đối gió đông bắc với cường độ không mạnh chỉ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2 m, tình trạng biển vẫn khá ổn định. Thời tiết phổ biến ít mưa nên không gây khó khăn cho các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên trong một vài ngày tới thì thời tiết và tình trạng biển sẽ bị diễn biến theo chiều hướng xấu đi nên các tổ thuyền hoạt động tại đây cần lưu ý xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này vẫn duy trì cấp 3, cấp 4 nên sóng biển không cao. Tuy nhiên thì khả năng sẽ có mưa rào và rông tăng lên nên phần nào sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền diễn ra trên biển. Lui xuống phía nam, vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Tại đây thì mây rông có thể phát triển gây mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa khoảng xuống còn 4-10 km trong mưa, cường độ gió không mạnh, biển bình thường. Dọc theo khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo thì trong đêm nay và ngày mai, gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5. Ban ngày thì mưa rông ít có khả năng xảy ra, nhưng đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác. Thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu dần, không còn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải như những ngày vừa qua. Chuyển sang khu vực biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Thì trong đêm nay và ngày mai, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 nên sóng biển không cao, thời tiết ổn định hơn vùng biển phía Đông cho nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan trong 24 giờ tới thì gió hoạt động không mạnh, ban ngày trời tạnh giáo, ít mưa nên tầm nhìn thông thoáng. Từ khoảng chiều tối thì mây rông có thể phát triển gây mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn giảm. Trong mưa rông còn có thể xảy ra gió rất mạnh nên các tàu thuyền nhỏ lưu ý để đảm bảo an toàn. Quay trở ra khu vực bắc biển đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì do sự tăng cường của khối không khí lạnh về phía nam, gió trên khu vực này sẽ hoạt động chủ yếu theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5. Những cơn mưa rào và rông cũng có khả năng xảy ra nhiều hơn nên sẽ cản trở đến các hoạt động của tàu thuyền ngoài ra như đã phân tích ở trên từ ngày mai trở đi thì phần phía đông của khu vực cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thấp từ phía đông philippines di chuyển vào nên gió sẽ mạnh dần lên cùng với đó thì mưa rông cũng sẽ tăng lên các tàu thuyền đang hoạt động tại đây cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo tiếp theo để không đi vào vùng biển nguy hiểm xuống đến khu vực giữa biển Đông từ 10 cho đến 15 độ vĩ Bắc thì trong đêm nay và ngày mai, gió hoạt động không mạnh và có hai hướng, phía bắc thịnh hành gió đông bắc, còn phía nam thì thịnh hành gió tây nam. Thời tiết xấu và tình trạng biển động chủ yếu mới chỉ xảy ra ở phần phía đông của khu vực. Các tàu thuyền cần chú ý trong những ngày tới khu vực này sẽ có thời tiết xấu, mưa rông và gió mạnh sẽ diễn ra gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này tiếp tục thịnh hành hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5. Mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và gây trở ngại cho các hoạt động của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.